hoàng hôn, đó là xe tải kem. Hoàng hôn, mình đã biết mình muốn gì. Mình muốn tách đôi quả chuối. Tất nhiên rồi, bạn làm. Là bánh xe tải kem, chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Là bánh xe tải kem, chúng nó xoay vòng, phố phường mình đi. Nè các con, ai muốn ăn kem nè? Tôi sẽ làm một viên kem màu cam, nhúng trong sô-cô-la sữa, làm ơn. Vâng thưa cô. Là chuông xe tải kem kêu ring ra đinh đinh, ring ra đinh đinh, ring ra đinh đinh. Là chuông xe tải kem kêu ring ra đinh đinh, phố phường mình đi. Nè nè, mình có thấy chị chuối được không? Và mình sẽ có một chiếc bánh mì kẹp kem. Rồi, tới ngay lập tức. Ờ, nè nè, còn chuối của mình thì sao? Tài xế xe tải kem nói tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Tài xế xe tải kem nói tiếp tục nào, phố phường mình đi. Này, chị chuối của tôi chưa? Chào Sally, mình có thể lấy gì cho bạn? Chị chuối của mình. Ồ, và mẹ nghĩ mẹ muốn ăn hai muỗng sô-cô-la ngon nhất của con. Dạ thưa mẹ. Bài hát xe tải kem ha. Do 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 do. Bài hát xe tải kem ha. Do 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 do. Phố phường mình đi. Này, mình muốn chị chuối của mình. Ôi trời, Sally, làm thế nào mọi người có thể quên được? À, mọi người đã làm vậy. Và con đó. Ui, xin lỗi Sally, của cậu đây. Coi cô xe tải kem kêu chút 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 chút. Coi cô xe tải kem kêu chút 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 chút. Phố phường mình đi. Là bánh xe tải kem, chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Là bánh xe tải kem, chúng nó xoay vòng, phố phường mình đi. Chà, mình đã sẵn sàng cho một lần chia đôi chúa khác. Sally. Các con dậy chưa? Không. Đã đến lúc sẵn sàng. Con vẫn muốn ngủ. Mình thường thường làm khi đánh răng này, đánh răng này, đánh răng này. Mình thường thường làm khi đánh răng này, sáng sớm hay là bạn tôi ơi. Ba dài như này, dài dài răng. Ta dài dài răng đi xuống với lên, tới và lùi. Mình thường thường làm khi rửa mặt này, rửa mặt này, rửa mặt này. Mình bóng thường kia. Thường làm khi rửa mặt này, sáng sớm hay là mang tôi ơi. Ba rửa, rửa, rửa đi. Ba rửa, sạch mặt đi. Sạch mặt đi kìa. Mặc một bộ đồ cách tơ hay làm, tơ mặc đồ, tơ mặc đồ. Mặc một bộ đồ cách tơ hay làm, sáng sớm hay làm mang tôi ơi. Mặc đi áo với quần, mặc nhé nào mặc đi. Vậy đẹp. Thích quần tôi không? Thích váy tôi không? Nhìn tôi nè. Mình thường thường làm cho bữa ăn này, bữa ăn này, bữa ăn này. Mình thường thường làm cho bữa ăn này, sáng sớm hay làm mang tôi ơi. Ngon ghê. Ta gói, gói bữa ăn. Ta gói bữa ăn trưa. Mơ đậu phộng và thạch.
Mình làm điều này khi ta đi học. Ta đi học, ta đi học. Mình làm điều này khi ta đi học. Sáng sớm nhớ là bạn tôi ơi. Trường đến, đến, đến trường. Mọi người ơi, trường đến, mình đi thôi. Lần nữa, trường đến, đến, đến trường. Trường đến, học thật vui. Mình thích thế. Nè, xem mình tìm thấy những gì nè. Một con nhện. Cậu ấy không tiện sao? À, thật sự thì không. Xì quyền xì nhện đó, chú ta kia leo lên vòi. Và rồi mưa đến cuốn trôi nhìn ta xuống vòi. Mặt trời sôi sang hồng khô từng cơn mưa rào. Và Easy Winsy đây, chú ta lại leo lên vòi. Con chú. Này ông nhện, muốn ăn những con bọ xấu xí không? Quá không. Easy Winsy chú đó bập bên liền leo chú ta. Charlie ngã xuống và nhện ngã xuống sang kia. Thần là tôi ghê đi, đừng liền lên chú ta. Và Easy Winsy đây chú leo vòng quay đó kia. Anh chàng nhỏ bé đó đã có rất nhiều năng lượng. Yeah, anh ấy chắc chắn có. Mình cảm thấy mệt mỏi khi chỉ nhìn anh ấy. Easy Winsy chú đó chú leo thể dục trong rừng. Và rồi mưa đến chú nhện ta bơi đi ngay. Mặt trời sôi sang hồng khô từng cơn mưa rào. Và Easy Winsy đây chú ta lại leo trong rừng. Wow, nhìn anh ấy đi. Easy Winsy bé nhỏ, mình muốn một chú nhện cưng cõi hơi dễ thương. Easy Winsy đó chú ta kìa leo lên vòi. Và rồi mưa đen cuốn trôi nhện ta xuống vòi. Mặt trời soi sáng hồng hồ từng cơn mưa rào. Và Easy Winsy đây chú ta lại leo lên vòi. Easy Winsy đây chú ta lại leo lên vòi. Này bố chân dài, muốn kết bạn không? Mình nghĩ rằng mình đang vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Mọi người tập trung lại. Dạ được. Mẹ có một trò vui, nó được gọi là trò chơi chụp hình. Wow, con muốn chơi, con muốn chơi. Kích thước hình đủ đây, hình chi nó bạn ơi. Là tươi. Hình có ba cạnh, góc cũng ba này. Nào hãy cùng xếp hình đi. Dạ được, nó đây. Không đúng, Jelly. Có phải là hình tam giác không? Đúng, giỏi lắm. Là một hình tam giác. Như thế này, đây cũng là một hình tam giác. Làm tốt lắm. Kích thước hình đủ đây, hình chi đó bạn ơi? Caro. Hình thì có bốn cạnh, góc cũng bốn này. Nào hãy cùng xếp hình đi. Được rồi, chơi nào. Nó nè, Charlie. Cậu mất trí ư? Tớ nghĩ nó là một hình vuông. Là như một hình này, vuông. Bạn thích giỏi lắm. Yeah. Như thế này. Kích thước hình đủ đây, hình chi hình cánh không có, góc cũng không luôn. Nào hãy cùng xếp hình đi. Nó là hình tròn, giống như này. Mẹ thấy ai đó đã làm đứt vòng tròn đó. Hình tròn. Nhìn nè, những cái nút của tớ cũng hình tròn. Và cái nút rốt của mình. Nhiều hình chúng ở đây, tên chúng rất nhiều. Hình lục giác, cùng hình ngũ giác, hình chữ nhật với bát giác này, một trong rất nhiều tên. Còn nhiều hơn những hình đó. Các bạn có biết rằng
Nó có năm cành, và gốc năm này. Nào hãy cùng xếp hình đi. Con biết là ngôi sao. Ngôi sao lấp lánh, giống như là những vì sao lấp lánh. Ai đã nói vì sao lấp lánh vậy? Để tôi nghĩ. Không, Charlie, anh ấy lấp lánh. Kích thước hình đủ đây. Hình chi đó bạn ơi? Delia, nó có ở trên đầu và một chấm ở dưới này. Nào hãy cùng xếp hình đi. Thưa vâng, là trái tim phải không? Đúng rồi đó, Charlie. Trái tim nghĩa là con yêu mẹ. Và mẹ yêu tất cả các con. Con cũng yêu mẹ. Ồ, chúng con cũng yêu mẹ. Tất cả bạn cần là tình yêu. Thước hình đủ đây. Hình chi đó bạn ơi? Fernando, hãy đón xem. Thật vui khi chơi. Hình nào hãy xếp xếp đi. Trò chơi xếp hình. Nó là xì hơi. Ý tôi là trái tim. Ôi, Charlie. Bò lởm ngởm. Này, Charlie. Ôi, con trùng. Trông rất ghê ghê sợ. Ở trên mái nhà kia, ở dưới thang luôn. Ôi, con trùng. Yêu. Trông rất ghê ghê sợ. Ở trên mái nhà và ở dưới thang luôn. Họ làm cho tôi achu. Cả ngày lẫn đêm achu. Sợ bằng trùng lắm đây achu. Họ làm cho tôi achu. Cả ngày lẫn đêm achu. Mình sợ bằng trùng lắm đây. Hãy đi đến sở thú khủng long. Các bạn hãy đi xem khủng long đi nào. Là khủng long này. Hãy đi xem khủng long đi nào. Tại vườn thu du ra đây này. Hãy đi xem khủng long kêu gầm. Gầm gầm gừ 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 gừ. Hãy đi xem khủng long kêu gầm. Ở nơi đó tre xanh xung quanh. Hãy xem đây là pterosaur. Pterosaur. Hãy xem đây là pterosaur. Ở trên lưng với các tấm xương. Tuyệt vời. Nào Betty ở trong đâu chú? Nào ở trong, ở trong đầu. Nào Betty ở trong đâu chú? Nhưng cơ thể rất ư to lớn.
trên kia khủng long Diplodocus. Diplodocus, Diplodocus. Ở trên kia khủng long Diplodocus. Chú cao hơn cái cây, xem đuôi và cô nó dài. Cô và đuôi chúng rất dài, xem đuôi và cô nó dài. Hay tránh xa khi chúng hắt hơi. Achoo! Khủng long bài này Pterodactyl, Pterodactyl, Pterodactyl. Khủng long bài này Pterodactyl, chúng nó vô cánh bay. Với cái mỏ đầy răng nhọn hoắt, đầy đầy răng, răng rất nhiều. Với cái mỏ đầy răng thật nhiều, để chúng bắt cá chúng ăn. Đến lúc ta chạy la hét rồi, chạy và hét, hét la này. Đến lúc ta chạy la hét rồi, nhanh nhất bạn có thể đi. Khủng long bạo chúa ở đây rồi, rest ở đây này. Khủng long bạo chúa ở đây rồi, và ta phải kết thúc thôi. Sư tử và thỏ không? Mình có thể giả vờ con thỏ được không? Tất nhiên rồi. Mình muốn trở thành con sư tử to lớn xấu xa. Được rồi, bắt đầu thôi. Một con sư tử nằm ngủ say ở trong một khu rừng đó. Một chú thỏ vừa về đi đến cánh rừng kia và thỏ vấp ngay cái chân này. Bàn chân sư tử ở đây. Úi, xin lỗi ông ngài sư tử, nói rồi thỏ ta lo sợ. Nó chỉ là một tai nạn. Sư tử đuổi theo bàn thỏ, tay chạm vào đuôi bàn ấy. Ha ha ha, bắt được rồi, nhà tù sư tử vào đây. Ôi xin sư tử ông à, tha lần này hỡi ông, và mình hứa sẽ đền ơn cho ông, cho lòng tốt của ông. Ông sẽ hiểu mà. Thật là buồn cười, một chú thỏ nhỏ giúp ta ư? Được, ta sẽ thả cho ngươi đi, nhưng chỉ lần này mà thôi. Con thỏ nhỏ yếu ớt này, đi đi kẻ yếu đuối kìa. Ô cảm ơn ông ngài sư tử, ông nhìn nên nụ cười của tôi. Mọi hành động tử tế ta làm thế giới sẽ luôn tươi đẹp. Thấy chưa, đã làm được rồi. Và với điều đó, con sư tử to lớn đã để chú thỏ nhỏ đi. Con sư tử thật là tuyệt. Nhưng bạn sẽ không bao giờ tin những gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Ôi trời, xảy ra chuyện gì? Dạ, hãy nói đi. Một hôm thơ săn ngày bắn, sư tử lọt trong mầm lưới. Và ngay lúc đó sư tử ta sợ hãi và đổ mồ hôi. Sư tử gầm lên rất to, họ cũng nghe anh ta khóc to. Đó có phải bạn sư tử không? Ôi trời, trời ơi, trời ơi. Tội ghê. Rồi thỏ của ta nhìn thấy là
con sư tử kêu lên và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Như những người bạn tốt. Đúng rồi, đúng như vậy. Đúng rồi, đúng như vậy. Ta là sư tử. Mình sẽ đi đến các quán bà khỉ. Tôi sẽ trèo lên đồ đạc. Mình sẽ nhảy xung quanh và ngửi tất cả những bông hoa tươi. Và mẹ đã chuẩn bị một bữa trưa dã ngoại tuyệt vời cho tất cả mọi người. Yeah. Oh không. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Trẻ em chúng ta muốn vui đùa. Mưa này bạn đi đi, xin hãy ngừng mưa. Dễ thương. Mưa này đừng có đi mà, nước mưa làm mát mẻ cả ngày. Nước mưa làm tạt ướt ta đây, mưa tạo nên một bồn tắm bung. Mình đang đến đây. Oh. Mình thích buồn. Mưa này tiếp tục mưa nào, mưa tạt vào chúng tôi nhảy cùng. Âm thanh nhịp điệu nơi đây, mưa ơi tiếp tục đổ xuống nào. Niềm vui hôm nay, hãy đến đây mưa trong một ngày. Chúng ta đã có những niềm vui. Vũng nước tuyệt lắm. Mắc cười quá. Ngoài này và đầu gối con đau. Ui da đau quá, đau quá, đau quá. Ôi mẹ ơi con cần. Mẹ ơi. Trước tiên ta làm sạch đừng có sợ nhé. Và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương. Lau nước mắt đi con khỏe rồi mà. Ồ, cảm ơn mẹ. Ồ ba ơi có chi không còn. Con đứt tay rồi khi con ngã khỏi xích đu. Ui da đau quá, đau quá, đau quá. Bố ơi giúp con nào. Ouch. À, bố ơi. Trước tiên ta làm sạch, đừng có sợ nhé. Và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương. Lau nước mắt đi con khoe rồi mà. Ồ, oh, ổn rồi. Ồ mẹ ơi gì đó con yêu. Tay con va vào và cảm thấy rất đau. Ui da đau quá, đau quá, đau quá. Ôi mẹ ơi
này là một nụ hôn lên những vết thương, lao nước mắt đi con khuê rồi mà. Con ổn chưa? Ổn rồi ạ. Ô mẹ ơi ba ơi, có chi đó con yêu, con bị thương rồi khi con cố chạy nhanh. Ôi thật là đau đau quá. Bố ơi mẹ ơi giúp con nào. Ô mẹ ơi nó đau. Ô trước tiên ta làm sạch đừng có sợ nhé, và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương, lau nước mắt đi con khoe rồi mà. Con yêu bố và mẹ nhiều lắm đấy. Mình sẽ nướng một ít bánh cho mẹ và ba, có ai giúp mình không? Mình chúng ta hãy cho chuối vào đó. Charlie, tất cả mọi thứ với bạn là chuối. Ừ, chúng ta có thể thêm một ít đậu phộng, mình thích đậu phộng. Làm chiếc bánh là thờ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bán nướng cho thật nhanh, thêm một ít chuối đậu phộng đi, làm dâu quay chứ em đây, xong đặt nó vô trong lò này. Wow, là báu vật. Cảm ơn. Mình yêu bánh chuối. Mình cũng vậy. Được rồi Charlie, bây giờ hãy xem mình làm bánh đậu phộng. Làm chiếc bánh là thứ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bán nướng cho thật nhanh, nhồi bánh thật là ngon, và làm dấu phi này đây, xong đặt nó vô lò của ba này, cho nó xem này. Ô tuyệt. Mang hô đậu phộng, mình yêu đậu phộng. Ô nhưng chiếc bánh này dành cho ba John. Chà, nếu một chút sẽ không hại ai mà, phải không? Chúng ta đang tạo ra một mớ hỗn độn tuyệt đẹp. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bán nướng cho thật nhanh, làm lạnh nó với băng đen. Quả chuối dành cho tôi. Những chiếc bánh này không dành cho Charlie, các bạn đồng ý không? Đậu. Ngon lắm, mình phải ăn hết món này một mình. Nè, còn mình thì sao? Một cái bánh thôi, dành cho mình. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh, làm cho nó thật đẹp xinh, thế rồi ta thái mong đi, mang chúng nó cho ba mẹ chúng ta. Bạn nhìn thấy không? Wow, em có nhìn vào điều đó không? Ồ, những chiếc bánh lạ mắt đó. Ôi trời, em nóng lòng muốn thử chúng. Chúng còn thậm chí còn cho chuối vào bánh và cả đậu phộng nữa. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Nướng chiếc bánh này mẹ với ba ơi, giờ cắt non và nếm thôi. Và 1, 2, 3, chiếc bánh đây chúng ta là để dành phần tôi. Ôi Charlie. Bây giờ ai sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn này? Các bạn đã sẵn sàng cho vũ điệu động vật chưa? Xem nào. Vũ điệu động vật này, vũ điệu động vật này, nhảy một chút điệu buji, một chút điệu buji. Xem chú sư tử này vỗ vỗ tay, nhảy anh ta nhảy xem này. Vỗ, vỗ, vỗ đôi tay, vỗ, vỗ đôi tay. Mỗi chúng ta hãy vỗ tay đi, ta hãy nhảy đi nào. Vũ điệu động vật này, vũ điệu động vật này, nhảy một chút điệu jiggle, một chút điệu wiggle. Xem cô voi này đây, hai chân dặm,
nhảy cô ta nhảy xem này. Dẫm 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 đôi chân, dẫm dẫm đôi chân. Mỗi chúng ta dẫm xuống đôi chân, ta hãy nhảy đi nào. Vua điêu động vật này, vua điêu động vật này, ta hãy nhảy điệu shimmy. Hãy lắc một chút, xem chú ngựa vàng này lắc chú xoay. Nhảy anh ta nhảy xem này. Lắc 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 đi, lắc 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 đi. Mỗi chúng ta cùng lắc đi thôi, ta hãy cùng nhảy đi nào. Vua điêu động vật này, vua điêu động vật này, nào hãy nhảy bạn ơi. Nhảy chút chút thôi, đó trong kia một cô khỉ kia, nhảy cô ta nhảy xem này. Nhảy 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 xung quanh, nhảy nhảy xung quanh. Mỗi chúng ta cùng nhảy xung quanh, ta hãy cùng nhảy đi nào. Vua điêu động vật này, vua điêu động vật này, ta nhảy lên một chút, một chút chút thôi. Gói chân anh hà ma thấy không, nhảy anh ta nhảy xem này. Nhịp 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 chân anh, nhịp nhịp chân anh. Mỗi chúng ta cùng gói chân ta, ta hãy cùng nhảy đi nào. Vua điêu động vật này, vua điêu động vật này, bạn ơi hãy lắc lư, lắc một chút thôi. Đó cô hươu này nhảy trước kia, nhảy cô ta nhảy xem này. Tweet 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 yeah, tweet tweet tweet. Mỗi chúng ta nhảy tweet đi thôi, ta hãy cùng nhảy đi nào. Vua điêu động vật này, vua điêu động vật này, nhảy một chút điệu bougie, một chút điệu bougie. Xem như con vật nhảy vui thế kia, nhảy chung là nhảy xem này. Boom 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 ba du, boom boom ba du, yeah. Mỗi chúng ta cùng thấy vui ghê, ta hãy cùng nhảy đi nào. Tuyệt quá. Đúng, đúng rồi. Hãy cùng chơi bong bóng, cùng chơi với mình. Chúng ta cùng chạy tới, đừng có vượt qua đây. Hãy cùng tung cao nhé, cho một cái nổ tung. Yeah, nhảy, ta cùng nhảy lên và xuống đi thôi. Vì thế sẽ vui vui cùng bóng bay. Bạn có thấy vui không? Yeah! Đi thôi! Hãy cùng chơi phi tiêu, bóng trên tường kia đấy. Xem những màu sắc cùng với những quả bóng lớn nhỏ. Thằng mùi tên ta băng, nhanh nào tôi với bạn. Hãy cùng nhau thi, hãy xem tôi đây, ai làm chúng nổ tung. Bọn ta cùng chơi với bóng bay đáng yêu. Nhìn thấy chúng trên trời đó mọi người, chạm tới nơi mặt trăng xa. Ở bữa tiệc vui ấy, chúng ta thổi bóng bay và chơi rất nhiều trò ca ngày. Vì thế sẽ vui vui cùng bóng bay. Lên trời bông bông bay làm chi thế, bay lên trời bông bông bay làm chi thế, chúng ta có thể bay bông bông bay làm chi thế một ngày nào đó. Nhưng bây giờ bọn ta cùng chơi với bông bay đáng yêu, nhìn thấy chúng trên trời đó mọi người, chạm tới nơi mặt trăng xa.
Chà, đó không phải là một mô hình hoàn hảo của cầu London sao? Nó trông giống như thật. Dạ, yeah, gần như thế. Trừ khi còn phá hỏng nó. Mình chỉ ngớ ngẩn thôi. London Bridge đang đổ xuống đây, đổ xuống đây, đổ xuống đây. London Bridge đang đổ xuống đây, cầu của tôi này. Ôi Jelly, mẹ e là chúng ta sẽ phải đặt cây cầu này lại với nhau. Dạ. Dốt, dạ được. Nhanh lên các con. Xây nó lên với gạch và cây, gạch và cây, gạch và cây. Xây nó lên với gạch và cây, cầu của tôi này. Xin chào. Mình không nghĩ điều này đang là tốt lắm. Gạch với cây chặt làm đồ xuông, làm đồ xuông, làm đồ xuông. Gạch với cây chặt làm đồ xuông, cầu của tôi này. Chúng ta có thể thử xây lại nó bằng bằng chuối. Bằng chuối ư? Yeah, và sau đó chúng ta có thể ăn cây cầu. Charlie, rock rock, nhìn nhìn, này làm tốt lắm Toby. Xây nó lên với nhiều khói lắm, nhiều khói lắm, nhiều khói lắm. Xây nó lên với nhiều khói lắm, cô gái xinh đẹp. Này, bạn gọi ai là cô gái hả? Tôi chỉ là một chú thỏ nhỏ thôi. Cây cầu đẹp, tôi đã xây nó. Mình chưa bao giờ đi xe lửa trước đây. Vậy thì đây sẽ là một cuộc phiêu lưu, Lily. Con sẽ là con khỉ đi vòng quanh. Tốt hơn hết là cậu lên là chính mình, chàng trai trẻ. Giờ không tiếu lầm nữa, Jelly. Dạ mẹ. Lên tàu ta hãy lên, đường ray chúng ta cùng đi. Chúng ta ngắm cảnh vật xung quanh lúc ta được nghỉ ngơi. Lên tàu ta hãy lên, rồi lái chú cha suốt ngày và chú 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 những giai điệu nghe này sẽ nước kêu. Chú 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 chú. Ồ Ruby, con đang nghĩ gì vậy? Đây mình có mặt nạ. Lên tàu ta hãy lên, rồi lái chú ra suốt ngày và chú 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 những giai điệu nghe này sẽ lỡ kêu. Chú 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 chú. Nhìn kìa, có ai đó đang lái xe lửa. Ông ấy là chỉ huy. Ồ, mình thích từ đó. Chiếc xe lửa này ông lái, kêu vang vang đó tiếng còi, làm nên một tiếng ồn vui tai, nghe vu vu giật cả mình. Hơi nước kia kìa mình thích thích ghê, mình thích ngắm nhìn cửa sổ, mình thích khoe búp bê của mình, mình thích làm bạn ngạc nhiên. Oh, Jelly lịch sự. Lên tàu này, đường ray tàu.
thứ trông đẹp hơn rất nhiều, giống một quyển tạp chí nè. Đúng thật. Đường ray ngày xe lưa ta đi, chúng ta nói một lời cảm ơn bác tài xe lửa vì một ngày vui hôm nay. Một, hai, ba, bốn, lên tàu ta hay lên đường ray chúng ta cùng đi. Chúng ta ngắm cảnh vật xung quanh, này mặt nạ mình thì sao? Lên tàu ta hay lên rồi lái chú ra suốt ngày, và chú 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 những giai điệu nghe này xe lưu kêu. Chú 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 ta đi. Đó là niềm vui chú chú Charlie. Yeah. Ôi trời, nhìn vào tất cả các gian hàng đầy màu sắc trên con đường Dorothy. Yeah. Này, chúng ta hãy đi xem những người đàn ông làm bánh muffin. Mình muốn có một chiếc bánh muffin chuối. Mình chưa bao giờ gặp những người đàn ông đó trước đây. Mình muốn một chiếc bánh muffin Việt Quốc. Người nướng bánh, bánh muffin đây, là muffin đây, ông muffin này. Bạn có biết ông muffin không? Ông sống ở đường Rudy. Muffin đây, ông muffin này. Mẹ biết đây, ông muffin kia. Ông sống ở đường Rudy. Charlie, what? Oh, đó là người làm kem. Oh, mình muốn chi chuối. Bạn có biết ông bán kem không? Là ngày kem đây, ông bán kem này. Bạn có biết ông bán kem không? Ông lái chiếc xe đầy kem. Ông bán kem đây, là ngày kem đây, ông bán kem này. Mẹ biết đây, ông bán kem đây, ông lái chiếc xe đầy kem. Ông biết bà quả chuối ướp lạnh tách ra trên một cái que. À, tốt hơn là làm sao quả đi ông. Ôi, Charlie, cảm ơn, cho mỗi chúng ta một cái. Không, tất cả là dành cho mình. Bạn có biết ông bán pizza, là ngày pizza, bán pizza này. Bạn có biết ông bán pizza, pizza nướng cháo là ông. À, xin vui làm một pizza chuối. Không có điều đó đâu, Charlie. Làm thế nào để có một ít ớt chuối? Oh yeah, làm ơn 100 Charlie. Mẹ biết đây, ông bán pizza, là ngày pizza, bán pizza này. Mẹ biết đây, ông bán pizza, pizza nướng cháo là ông. Oh, ngon ghê. Oh wow, có mùi bánh chuối bị cằn phải không? Mình sẽ lấy 6 cái bánh. 6? Người nướng bánh, bạn có biết không? Là người nướng bánh, bán bánh đầy này. Người bán bánh, bạn có biết không? Ông nướng bánh hồ đào ngon. Người nướng bánh, có biết ông ta? Là người nướng bánh, bán bánh đầy này. Người nướng bánh, có biết ông ta? Bởi đó là fan của ông. Ông bánh kẹo là Dan. Xin chào. Chào Dan. Cháu sẽ có một ít chuối chiên, một túi kẹo chuối và một ít kẹo cao su chuối. Mẹ biết đây, ông bán kẹo đây, bán kẹo ông ta, ông bán kẹo này. Mẹ biết đây, ông bán kẹo đây, tên ông là bánh kẹo Dan. Chào ông kẹo Dan. Rất cảm ơn vì tất cả những điều tốt lành. Cháu sẽ treo ngược người ngay bây giờ và ăn hết chung. Chị, cảm ơn Charlie. Mình ăn trứng dùng cho bữa sáng để một ngày khỏe hơn. Này con đen lục, mình ăn trứng ăn chung trong bữa sáng để
lúc mình ăn trứng, dùng cho bữa sáng để một ngày khỏe hơn. Này con đến lúc mình ăn trứng, ăn chung trong bữa sáng để chúng ta khỏe mạnh. Ba, này con chẳng rửa đâu. Nhìn anh chị đi, họ đã ăn sáng xong. Thích ăn bữa sáng đây. Ok, vâng vâng, con dọn đây. Tuyệt vời, thật tuyệt, đã dọn sạch. Này con hãy sẵn sàng đi, mặc quần áo và trang phục đáng yêu. Này con hãy sẵn sàng đi, con ơi hãy thay trang phục đi. Không, mẹ chẳng thích thay đồ đâu. Nhìn anh chị đi với trang phục đáng yêu, trông kìa họ đẹp ghê chưa. Con đã sẵn sàng. Này con đến trường đi thôi, cùng nhau ta đến trường sớm thôi. Này con đến trường đi thôi, thắt dây an toàn ta cùng đi. Không chịu, bé không chịu đến lớp. Nhìn anh chị đi, họ chẳng giống bé xong luôn. Thưa vâng, đi học thôi. Năm bé con này đây, dừng này nhảy ở đây. Một ngà lăng vơi đập vào đầu, bé gọi cho bác sĩ và bác sĩ la: bé con không được nhảy ở trên cái giường. Bốn bé con này đây, giường này nhảy ở đây. Một ngà lăng vơi đập vào đầu, bé gọi cho bác sĩ và bác sĩ la: bé con không được nhảy ở trên cái giường. Ba bé con này đây, giường này nhảy ở đây. Một ngà lăng vơi đập vào đầu, mẹ gọi cho bác sĩ và bác sĩ la: bé con không được nhảy ở trên cái giường. Bé con này đây, giường này nhảy ở đây. Một ngà lăng vơi đập vào đầu, mẹ gọi cho bác sĩ và bác sĩ la: bé con không được nhảy ở trên cái giường. Một bé con này đây, giường này nhảy ở đây. Cậu ngà lăng vơi đập vào đầu, mẹ gọi cho bác sĩ và bác sĩ la: bé con không được nhảy ở trên cái giường. Chẳng có trẻ con nào cùng nhảy ở đây, không té ngã chẳng đập vào đầu, mẹ gọi cho bác sĩ và bác sĩ la: tất cả bé con hãy trở lại trên giường. Nhìn này, tôi đã gói rất nhiều trái cây cho chuyến dã ngoại của chúng ta. Ồ, tôi đã nhìn thấy một quả chuối phải không? Làm ơn cho tôi vài quả dâu tây. Nho. Tutti tutti frutti, yêu lắm các loại trái cây. Vẻ đẹp này thì thế nào? Ôi tuyệt vời trái cây. Yêu hấu vui.
vui vẻ là tôi đây. Quả đào chỉ có thể tôi. Trái cây tôi thích là quả xoài. Quả xoài mọc ở trên cây kia. Xoài đi quả xoài. Cho tôi một quả chuối đi nào. Tôi là một quả chuối. Chuối ngọt và có màu vàng. Tôi chỉ thích kiwi thôi. Màu xanh thôi bài tâm trí. Yeah yeah. Ta ruti tuti vuti. Yêu lắm các loại trái cây. Vẻ đẹp này thì thế nào. Ôi tuyệt vời trái cây. Ta ruti tuti vuti. Yêu lắm các loại trái cây. Vẻ đẹp này thì thế nào. Ôi tuyệt vời trái cây. Ngon. Quả cam với quả táo này. Tôi thích chúng. Tôi ăn cả hai cùng với nhau. Rất là ngon. Tôi thì thích dâu tây hơn. Và dâu tôi yêu mãi thôi. Hoan hô. Nó giống như là bánh kẹo. Ăn ngon bể bụng tôi luôn. Rất là ngọt và nhỏ. Giống trong miệng ta mình có thể ăn hết nho. Ta ruti tuti vuti yêu lắm các loại trái cây. Vẻ đẹp này thì thế nào. Ôi tuyệt vời trái cây. Ta ruti tuti vuti yêu lắm các loại trái cây. Vẻ đẹp này thì thế nào. Ôi tuyệt vời trái cây. Tôi có thể có một quả mâm xôi không? Chắc chắn rồi khi cho chúng vào miệng của bạn. Giòn mềm hay giòn tan, tôi đang nhai lão xảo. Có vị chua ngọt trái cây tuyệt vời. Tôi gói lại cho bữa trưa. Bạn đã ăn thử quả lựu chưa? Chưa ăn. Nó có 1 triệu hạt giống. Nó là con số may mắn của tôi. Nó đỏ và rất ngon. Nghe thật là vui thích ghê. Có rất nhiều loại trái cây mận để ăn. Sắc sỡ và đáng yêu. Quả thanh long. Thế nên tôi rất yêu trái cây. Nhìn này bụng tôi đây. Bụng tôi cũng thế. Ta ruti tuti vuti. Yêu lắm các loại trái cây. Trái đẹp này thì thế nào. Ôi tuyệt vời trái cây. Ta ruti tuti vuti. Yêu lắm các loại trái cây. Trái đẹp này thì thế nào. Ôi tuyệt vời trái cây. Trái cây thật đẹp thật ngon. Ôi tuyệt vời trái cây. Mẹ ngửi thấy mùi phiền phức. Cô ấy đến đây. Xin lỗi. Johnny, Johnny. Vâng mẹ ơi. Ăn đường phải không? Thưa không không. Nói dối ư? Không không không. Mở miệng bé ra. Ha ha ha. Rất tiếc, mình bị tóm rồi. Đúng vậy. Charlie, Charlie. Vâng mẹ ơi. Nghịch ngợm phải không? Không mẹ ơi. Chắc không đấy. Vâng mẹ ơi. Thấy bé rồi. Ha. Con không thể lừa được mẹ đâu. Ruby, Ruby. Vâng mẹ ơi. Tường màu là sao? Không mẹ ơi. Mẹ xem nào. Vâng mẹ ơi. Con cần màu xanh. Ha ha ha. Con thích tô màu các bức tường với mẹ yêu. Mật này con ăn. Không mẹ ơi. Có chắc không? Dạ không mẹ ơi. Mở miệng của con. Ha ha ha. Ồ, con là con gấu nghịch ngợm. Con thích mật ong. Li 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 li. Vâng mẹ ơi. Thổi bong bóng ư? Không mẹ ơi. Cái gì đó? Lỗi của con. Hum hum hum. Thank you.
Toby, Toby. Bắt, bắt, bắt. Nhà dép phải không? Không. Có chắc không? Yep. Trong chuồng chó kìa. Wow, wow, wow. Wow, mình thích dép, dép tuyệt lắm. Không có gì thú vị bằng ở trong một trang trại. Mình thích nói chuyện với các con vật, chúng nghe thật vui tai. Mình cũng vậy. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con bò, E-I-E-I-O. Bà kêu mu mu, bà kêu mu mu. Đây kêu mu, kia kêu mu, khắp mọi nơi nghe mu mu. Mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Mèo, mèo. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con mèo, E-I-E-I-O. Mèo thì kêu mèo mèo và mèo kêu mèo mèo. Đây kêu mèo, kia kêu mèo, khắp mọi nơi nghe mèo mèo. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Wow, chú ngựa con. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con ngựa, E-I-E-I-O. Ngựa thì kêu này này và ngựa kêu này này. Đây kêu này kia kêu này khắp mọi nơi nghe này này. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con cừu, E-I-E-I-O. Cừu thì kêu ba ba và cừu kêu ba ba. Đây kêu ba kia kêu ba khắp mọi nơi nghe ba ba. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Ba, nhìn con vịt kìa, chúng đang nói chuyện với nhau. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con vịt, E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quack quack và vịt kêu quack quack. Đây kêu quack kia kêu quack khắp mọi nơi nghe quack quack. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Đó là một chú chó ngọt ngào. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó một chú chó già, E-I-E-I-O. Chó thì kêu vù vù và chó kêu vù vù. Đây kêu vù kia kêu vù khắp mọi nơi nghe vù vù. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Có trang trại, E-I-E-I-O. Và ở trên đó ngài có con gà, E-I-E-I-O. Gà thì kêu lắc lắc và gà kêu lắc lắc. Đây kêu lắc kia kêu lắc khắp mọi nơi nghe lắc lắc. Ông mắc đô đô ngài có trang trại, E-I-E-I-O. Yeah.